chiều là ngày bình yên đến lạ, mây trắng vẫn ung dung, vẫn y như thời xưa thế mà. Tì tách cà phê nhâm nhi nhẹ làm thêm tí trà, nhìn về hướng mặt trời để cảm nhận hoàng hôn sẽ tàn. Lặng lẽ nhìn ngày cứ thế lại trôi qua, thấy thật thoải mái khi nhìn về hướng thôn xa. Trên quốc lộ 20 là đoàn xe đang ùn tắc, ta đã kịp dừng mắt để được thấy mình hôm qua. Từng là đứa trẻ luôn thích nói luôn thích cười, giờ thì giữ kẻ chỉ được nói nơi ít người. Tại vì sao không còn muốn nơi sầm uất, chỉ muốn ở nơi thôn quê theo một cách ở thường nhất. Đôi khi lại nghe âm thanh thân quen cho con vào những ngày trẻ ấy, bài ca dao đầu đời vào buổi trưa hè dịu dàng và nhẹ nhàng khẽ đấy. Quê hương nơi cách rốn trong đau, vùng quê yên bình chỗ mình nương náu. Cảm ơn đã lột phần tuổi thơ hình thành cho con một phần xương máu. Có hạt mưa, có dòng sông, có hạt lúa cây lá đơm bông, cho con về lại quê xưa say nắng sầm mưa. Trên cánh đồng đàn cò bay thẫm thoáng qua sông, sông trâu ai Huế ngựa té đồng nai. Giờ còn bây giờ ta sẽ flexing về niềm tự hào của mảnh đất này. Yeah, hey, Định Quán, Đồng Nai, City, Eastside, Đông Nam Bộ. Thượng đài chiến thắng và cầu binh lịch sử Đồng Nam Cát Tiên và con đen rộng mở tảng đá ba trong sừng sững trên quốc lộ 20. Đó là một chân sống và tộc người Việt cổ. Tầm này mỗi năm thách ba lại đổ, gửi lời hỏi thăm tới những ai chịu khổ. Trên sông làng nghe làng bè bấp bênh, có một lần nước lên thì sông lỗ thay đàn án cần cố. Hồi chị đạn như tư nữ đôi mười đẹp đẽ, khi nhiều kẻ hỏi cưới suối mơ sau một lần ghé tới đồi xẻ, nhớ đến mãi trọn đời tận hưởng thiên nhiên đất trời. Ở đây nó là tuyệt nhất rồi, gạo trong nước trong ăn cơm với muối, người có đạo có đức hạnh vườn núi cuối. Rừng gia tỷ được bạn đà là phù xanh của miền Đông Nam Bộ. Thác đã hàng khắp gian điền, con suối xanh như thần linh đen hồ. Ít nhất phải hiểu biết một chút về tình tiết truyền thuyết, mình viết được kiến thức cần thiết cho thế hệ sau phải biết. Rừng gia tỷ được bạn đà là phù xanh của miền Đông Nam Bộ. Thác đã hàng khắp gian điền, con suối xanh như thần linh đen hồ. Ít nhất phải hiểu biết một chút về tình tiết truyền thuyết, mình viết và kiến thức cần thiết cho thế hệ sau phải biết. Theo lời kể của người dân không tự nhiên mà có một truyền thuyết về thác Giang Điền. Trong cái khổ của thời xưa vì không đến được với nhau, đôi nam nữ dọn cách tan biến. Muôn mình với dòng suối này biến thành hai dòng thác để được ở với nhau. Cái từ đó tới nay đôi nam nữ đến đây đồng cầu thác ngang đường này. Lên núi uống trà ở lưng chừng mây, băng qua đường cây biết khi đâu lại say. Thế nhưng hương vị cảnh đẹp ở đây, quay từng bận ngày không cần nhất thiết là phải lên phòng bay. Thật cả thân thiện đây là dân Đồng Nai, nhiều bé cứ hỏi lại đây chồng ai. Tự hào là trên trán gia đình quán, như tình cảm trên sàn láng vài ván rồi ghi bán. Giờ ở đây luôn hào sản, có đồ đất là tài sản, đào cản từ thức đất thật là kỹ càng. Dù cho chiến tranh để là dư tàn, lòng người vẫn bất khuất, ý chí vững vàng. Tối đến chợ đang luôn bày bán của hàng thật và hàng quán cho đến sáng, vì ở đây dân địa phương gọi là đêm vàng. Mà đêm này tuyệt vời không thể sánh ngang, và năm nữa sánh thành đôi cánh vàng. Đánh đàn văn hóa bản làng, lưu giữ truyền thống dân tộc sẵn sàng. Văn học cả ngàn bài viết sử thi, cử chỉ danh tiếng mang đến vẻ vang. Muốn biết Đồng Nai ra sao thì đến đây, vì đây chỉ là mở màn.